Thực hiện công tác kiểm tra xử lý việc chấp hành các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 của các cơ sở kinh doanh dịch vụ, lực lượng chức năng tại TP HCM đã xử phạt nhiều quán cà phê không tuân thủ các quy định phòng dịch. Kiểm soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn, lực lượng chức năng TP HCM đang tăng cường công tác kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ, chấp hành quy định phòng dịch. Tổ công tác phòng chống dịch COVID-19 quận Bình Thạnh đã kiểm tra, xử phạt một loạt hàng quán kinh doanh ăn uống trên địa bàn. Trong đó có 3 quán cà phê vi phạm các quy định về phòng chống dịch như tụ tập đông người trên 20 đến 30 khách, hầu hết đều không đeo khẩu trang, không bảo đảm khoảng cách 2 mét giữa các bàn. Cùng với việc xử phạt 60 triệu đồng, lực lượng chức năng nhắc nhở các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống nghiêm túc chấp hành quy định phòng dịch.